À, bây giờ ta đến với lại cái phần thứ ba là định lý so sánh. Định lý so sánh các cái tích phân thôi. À, cái định lý này người ta phát biểu như sau: nếu như là f(x) g(x) liên tục và nó thỏa f(x) lớn hơn bằng g(x) lớn bằng 0 với x lớn hơn hay bằng a, với x lớn hơn hay bằng a, thì đó ta có cái thứ nhất đó là nếu như tích phân của f(x) dx từ a tới vô cùng, dương vô cùng mà hội tụ f(x) mà lớn dx thì f(x) mình gọi là thằng lớn, dx là mình gọi là thằng nhỏ, thì nếu thằng lớn hội tụ thì dẫn đến thằng nhỏ cũng hội rồi ngược lại, nếu như thằng nhỏ phân kỳ từ a đến vô cùng dx dx mà phân kỳ thì thằng nhỏ mà phân kỳ thì thằng lớn cũng phải phân kỳ luôn. Phân kỳ. Rồi thì đó là phần mà mình phát biểu định lý ha. Giờ bây giờ mình sẽ sử dụng cái định lý này. Cái việc chứng minh thì cũng đơn giản nha, cho nên thôi mình bạn có thể xem trong sách. Cho nên đây thì mình đi qua cái phần ví dụ minh họa luôn nhé. À, bây giờ đến tới cái ví dụ này. Người ta yêu cầu mình chứng minh cái tích phân này là hội tụ. Nếu để nguyên như vậy thì có vẻ khó làm á. Cho nên bây giờ mình sẽ tách cái tích phân này ra thành hai tích phân. Còn lý do tại sao khó làm thì khi theo dõi cái cách làm bạn sẽ nhận ra. Bây giờ mình tách cái tích phân này ra thành hai tích phân. Tức là cái người ta cho mình là tích phân từ 0 đến vô cùng. Bây giờ mình sẽ tách nó ra thành tích phân từ 0 đến 1 cộng cho tích phân từ 1 đến vô cùng. Đúng không? Mình chèn điểm A vô. Đó là A đây mình chọn bằng 1. Bây giờ các bạn để ý nè. Cái hàm ô mũ chữ x này là hàm liên tục. Tích phân là tích phân suy động loại loại 1. Cái hàm này nó liên tục đúng không? Nó chỉ bị cái là cái khoảng lấy tích phân là vô cùng thôi. Thì từ 0 tới 1 là hoàn toàn xác định. Đúng không? Đây là cái khoảng bình thường. Cho nên cái tích phân từ 0 đến 1 này á, tích phân này nè, nó đã hội tụ rồi. Đúng chưa? Cái hàm thì liên tục mà cái khoảng thì cái khoảng là khoảng hữu hạn. Từ từ 0 tới 1 là hữu hạn rồi, chứ không phải là ra vô cùng. Như vậy cái tích phân này hội tụ. Vậy bây giờ vấn đề nằm ở cái tích phân sau á, cái tích phân này nè. Giờ thì bây giờ mình sẽ sử dụng định lý so sánh. Rồi mình sử dụng như thế nào? Thì bạn để ý nè, khi mấy mình lấy tích phân từ 1 tới vô cùng á, có nghĩa là lấy từ 1 tới vô cùng để đặt cái tích phân này là y. Và đây ta có nè. Khi tính y là x nó lớn hơn 1, 1 ra vô cùng mà x nó lớn hơn hay bằng 1. Mà x lớn hơn bằng 1 thì mấy bạn có thể thấy là x bình nó sẽ lớn hơn hay bằng x. Cái này dễ dàng chứng minh đúng không? Cho nên trừ x bình nó sẽ bé hơn hay bằng trừ x. Rồi mình lấy ô mình mũ hai vế lên, thì khi đó là ô mũ trừ x bình nó sẽ bé hơn hay bằng ô mũ trừ x. Cái hàm này nè là hàm f bé hơn hay bằng hàm g, và đương nhiên hai thằng này lớn hơn hay bằng không, đúng không? Để mình áp dụng cái định lý vào. Như vậy ta có muốn chứng minh thằng này hội tụ thì thằng này phải hội tụ đúng không? Đây thằng nhỏ thằng lớn nè, thằng này thằng lớn nè. Vậy nếu thằng lớn hội tụ thì thằng nhỏ cũng hội tụ. Nha. Thì ơ muốn trừ x bình. À, bây giờ tính cái tích phân của ơ muốn trừ x bình. À, đó có là tích phân của ơ muốn trừ x bình. À, xin lỗi, ơ muốn trừ x thôi. Ơ muốn trừ x, bỏ cái bình đi. Mình tính tích phân của thằng lớn mà. Cộng từ 1 tới vô cùng lớn. À, cái này dễ dàng, bạn thấy nó ra là trừ ơ muốn trừ x. Từ cái này đúng ra là mình tính lim, nhưng mà thôi mình cứ ghi, mình lạm dụng ký hiệu mình ghi như thế để cho đơn giản. Vô trừ viết lại à, cận trên ơ mũ trừ x mà thay x bằng vô cùng lớn vô thì có phải nó ra là ơ mũ trừ vô cùng không? Mà ơ mũ trừ vô cùng thì bằng không. Rồi dấu trừ
thay 1 vô đây, ơ mũ trừ ít tức là ơ mũ mũ trừ 1, đúng không? Trừ với trừ thành cộng là đồng thời làm mất dấu trừ này bằng cách nghịch đảo lại, như vậy nó ra là 1 phần ơ. Như vậy tích phân y này bằng 1 phần ơ. Thằng này xác định, thằng này hội tụ nè, thằng này tính ra giá trị là 1 phần ơ nên cũng hội tụ. Hội tụ cộng với hội tụ thì tích phân này hội tụ. Thì bạn có đánh giá tại sao mình không tính trực tiếp mà lại phải thông qua cái này để chứng minh hội tụ? Đơn giản là tại vì tích phân tính không được. Cái này là cái hay của cái định lý so sánh, tức là nó giúp cho mình có thể mình không tính được tích phân đó, nhưng mình có thể đánh giá được là nó hội tụ hay là nó phân kỳ dựa vào cái định lý so sánh. Đây mình so sánh cái hàm ơ mũ trừ bình với cái hàm ơ mũ trừ ít trên cái đoạn từ 1 cho tới dương vô cùng, trên cái khoảng từ 1 tới dương tới vô cùng thì ơ mũ trừ ít bình lớn hơn cái ơ mũ trừ, xin lỗi, ơ mũ trừ ít lớn hơn ơ mũ trừ ít bình. Mà thằng lớn, tích phân của thằng lớn hội tụ thì tích phân của thằng nhỏ bắt buộc phải hội tụ. Được chưa? Đó là kết thúc ví dụ 1 đó. Rồi bây giờ đến với ví dụ này, người ta yêu cầu mình chứng minh tích phân từ 1 tới vô cùng lớn của 1 cộng ơ mũ trừ ít chia ít dx phân kỳ. Hãy cũng như vậy dùng định lý so sánh thôi. Mà bạn để ý nè, khi mình so sánh đó, thì giả sử bạn gọi này là f đi, thằng bên trong là f. Bây giờ muốn nó phân kỳ gì thì mình phải chứng minh cái thằng nhỏ hơn nó phân kỳ á, đúng không? Cho nên là phải kiểm qua f nó lớn hơn cái g là cái gì á, mà để cái g này phân kỳ dẫn đến f nó phân kỳ. Bạn thấy là ta luôn luôn có là 1 cộng cho ơ mũ trừ ít chia cho ít nó luôn lớn hơn 1 phần ít. Ở đây đương nhiên là với cái điều kiện ít nó lớn 1, tại vì ít lớn 1 ý là số dương á, thì 1 cộng ơ mũ trừ ít nó sẽ lớn hơn 1, đúng không? Cho nên khi chia ít thì cũng vậy thôi đó. Cái tử số này lớn hơn tử số bên này, hai cái mẫu giống nhau, hai cái mẫu dương giống nhau đó. Như vậy mình sẽ tính cái tích phân này. Mà rõ ràng hồi nãy mình đã nói rồi, cái tích phân mà 1 phần ít dx lấy cận từ 1 tới vô cùng lớn, cái tích phân này lúc nãy mình đã nói là nó phân kỳ, đúng không? À như vậy nè, thằng f lớn hơn thằng g, nó đương nhiên lớn hơn không, f lớn hơn g, mà cái thằng tích phân của thằng nhỏ lại phân kỳ, như vậy dẫn đến tích phân của thằng lớn lại phân kỳ. Tích phân này là phân kỳ, nên cái tích phân của 1 tới vô cùng 1 cộng ơ mũ trừ ít chia cho ít dx cũng phân kỳ. Được chưa? Thì đây là những cái ví dụ minh họa bài tập các bạn có thể tham khảo thêm. Được chưa? Chào các bạn.